Kính chào quý khán giả và các đồng chí, đây là bản tin quốc tế phát sóng 17 giờ hàng ngày trên kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Một thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo đã được ký kết giữa lực lượng vũ trang Sudan SAF và nhóm bán quân sự các lực lượng hỗ trợ nhanh RSF dưới sự hòa giải của Ả Rập Xê Út và Hoa Kỳ. Đáng chú ý, thỏa thuận JEDAT đánh dấu lần đầu tiên các bên ký kết thỏa thuận ngừng bắn đang làm dấy lên hy vọng tạm dừng cuộc xung đột kéo dài 5 tuần tại quốc gia Bắc Phi này. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về vấn đề này trong tiểu mục Tiêu điểm quốc phòng. Như trước hết, mời quý khán giả và các đồng chí đến với những tin nhanh đáng chú ý. Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại tòa nhà bưu điện trung tâm Manila có tuổi đời hàng trăm năm ở thủ đô của Philippines vào đêm hôm qua theo giờ địa phương, khiến công trình mang tính biểu tượng về lịch sử và văn hóa này bị hư hại nặng, cũng như làm ít nhất 4 người bị thương. Phải đến rạng sáng ngày hôm nay thì ngọn lửa mới được lực lượng cứu hỏa dập tắt hoàn toàn. Theo nhà chức trách địa phương, vụ hỏa hoạn đã khiến nhiều bộ tem kỷ niệm bị thiêu rụi. Tuy nhiên, lớp vỏ của tòa nhà vẫn còn nguyên vẹn. Theo kết quả sơ bộ tổng tuyển cử tại Hy Lạp, đảng cầm quyền dân chủ mới của Thủ tướng Kyriakos Mitsotakis đã giành chiến thắng với 40,8% phiếu ủng hộ. Trong khi đó, đối thủ là đảng cánh tả Syriza chỉ giành được 20,1% số phiếu bầu. Mặc dù vậy, theo ước tính của Bộ Nội vụ Hy Lạp, đảng dân chủ mới sẽ chỉ giành được 145 ghế trong quốc hội, thiếu 6 ghế để giành quyền thành lập chính phủ. Nếu trong 9 ngày tới mà các bên không đạt được thỏa thuận về một chính phủ liên minh, Hy Lạp sẽ tiếp tục phải tổ chức bầu cử sau khoảng một tháng nữa. Trong một phát biểu vào hôm qua, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã đề xuất tiến hành cải tổ Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và hệ thống tiền tệ quốc tế Bretton Woods phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ hiện nay. Theo ông Guterres, các thể chế này phản ánh mối quan hệ quyền lực lỗi thời từ những năm 1945 và cần phải được cập nhật để trở nên phù hợp hơn với tình hình thực tế. Trong bối cảnh kinh tế thế giới đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi hậu quả của đại dịch COVID-19 cũng như bởi xung đột tại Ukraine. Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đức Olaf Scholz tại Seoul vào hôm qua, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cho biết hai nước sẽ sớm ký một thỏa thuận về vấn đề bảo mật thông tin quân sự nhằm thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa hai nước, cũng như nâng cao năng lực vận hành của chuỗi cung ứng về công nghiệp quốc phòng của Seoul. Trước đó, Hàn Quốc cũng đã đạt được một thỏa thuận tương tự về việc chia sẻ thông tin với Canada nhân chuyến thăm của Thủ tướng nước này Justin Trudeau tới Hàn Quốc. Truyền thông Trung Quốc đưa tin phi đội nhào lộn 18 thuộc lực lượng không quân Trung Quốc đã thực hiện các màn bay trình diễn thử nghiệm tại sân bay quốc tế Langkawi ở Malaysia nhằm chuẩn bị cho sự kiện triển lãm hàng không quốc tế Lima 2023 sẽ được khai mạc tại điểm này vào ngày mai 23 tháng 5. Buổi trình diễn có sự góp mặt của mẫu tiêm kích nội địa J-10C của Trung Quốc. Đây là mẫu chiến đấu cơ đa nhiệm siêu thanh, có khả năng bán tàng hình và tấn công mục tiêu ở cả trên mặt đất và dưới biển. Lực lượng Hezbollah tại Liban hôm qua đã tổ chức một cuộc tập trận ở gần biên giới với Israel, trong đó bao gồm các nội dung mô phỏng một cuộc tấn công xuyên biên giới nhằm vào quốc gia này. Ngoài ra, Hezbollah cũng trưng bày nhiều loại vũ khí mà lực lượng này đang sở hữu, bao gồm vũ khí phòng không, bệ phóng tên lửa và súng phóng lựu. Sự kiện này được tổ chức một tuần trước lễ kỷ niệm 23 năm ngày quân đội Israel rút khỏi miền Nam Liban. Quân đội Colombia đã được điều động tới khu vực rừng Amazon để hỗ trợ lực lượng đặc nhiệm nước này trong chiến dịch tìm kiếm các trẻ em bị mất tích sau vụ rơi máy bay chở 7 người tại đây vào hôm 1 tháng 5. Các em được cho là đã đi sâu vào rừng để tìm kiếm sự giúp đỡ sau khi sống sót trong vụ tai nạn. Ngoài quân đội và lực lượng đặc nhiệm, các nhà chức trách Colombia cũng đã nhờ tới sự hỗ trợ của cộng đồng người bản địa ở rừng Amazon để đẩy nhanh quá trình tìm kiếm. Tuy nhiên, tới nay vẫn chưa đạt được kết quả. Bộ Quốc phòng Ba Lan cho biết quân đội nước này vừa tiếp nhận thêm 7 chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực K2 Black Panther do tập đoàn Hyundai Rotem của Hàn Quốc sản xuất. Trong khuôn khổ, một hợp đồng mua 180 chiếc K2 Black Panther trị giá là 3,4 tỷ đô la Mỹ được ký kết giữa hai bên vào năm ngoái. Trước đó, Hyundai Rotem cũng đã bàn giao 22 chiếc K2 Black Panther cho Ba Lan theo hợp đồng này. Dự kiến số xe tăng còn lại sẽ được bàn giao cho Ba Lan trong khoảng thời gian từ giờ đến năm 2026. Thưa quý khán giả và các đồng chí, tối nay 22 tháng 5 theo giờ địa phương, lệnh ngừng bắn kéo dài 7 ngày sẽ chính thức có hiệu lực tại Sudan trong bối cảnh giao tranh tại quốc gia châu Phi này bước sang tuần thứ 6. Thỏa thuận này đạt được sau các cuộc đàm phán ở JEDAT của Ả Rập Xê Út, đánh dấu lần đầu tiên các bên ký kết một thỏa thuận chính thức thay vì các thông báo ngừng bắn riêng lẻ.
Thỏa thuận nhân đạo Jeddah được ký kết hôm 20 tháng 5, đánh dấu lần đầu tiên các bên ký kết thỏa thuận ngừng bắn sau các cuộc đàm phán, dù trước đó nhiều lần các bên đều đưa ra thông báo ngừng bắn, song giao tranh vẫn tái diễn. Đây là một thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 7 ngày và nó sẽ được tự động gia hạn cho tới khi chúng tôi đạt được một thỏa thuận lâu dài hơn thông qua các cơ chế mà chúng tôi sẽ thảo luận trong những ngày tới nhằm tìm được sự tin cậy giữa các bên liên quan cũng như tăng cường hoạt động hỗ trợ nhân đạo cho người dân Sudan. Thỏa thuận kêu gọi phân phát hỗ trợ nhân đạo, khôi phục các dịch vụ chính yếu và rút các lực lượng vũ trang khỏi các cơ sở y tế và các hệ thống tiện ích công cộng trọng yếu. Tôi hy vọng thỏa thuận này sẽ đem lại hy vọng cho người dân Sudan, đặc biệt là những người ở thủ đô Khartoum đang đặc biệt cần các hỗ trợ nhân đạo. Theo văn bản của thỏa thuận Jeddah, một ủy ban bao gồm 3 đại diện của mỗi bên tham chiến, 3 người Ả Rập Xê Út và 3 đại diện Hoa Kỳ sẽ giám sát lệnh ngừng bắn. Trong các tuyên bố ngày 21 tháng 5, lực lượng vũ trang Sudan và RSF đã tái khẳng định cam kết ngừng bắn ngay cả khi giao tranh tiếp diễn. Tuy nhiên, trước khi lệnh ngừng bắn chính thức có hiệu lực, nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại rằng không rõ có thể đảm bảo lệnh ngừng bắn mới nhất này hay không. Các nhân chứng cũng đã báo cáo về các cuộc đụng độ lẻ tẻ ở khu vực phía Trung và phía Nam Khartoum vào ngày 21 tháng 5, theo sau là các cuộc không kích và hỏa lực phòng không vào cuối ngày ở phía Đông Khartoum và Omdurman. Theo một báo cáo của Liên Hợp Quốc, kể từ khi hai bên ký cam kết bảo vệ nguồn cung cấp viện trợ và cơ sở hạ tầng dân sự ở Jeddah vào ngày 11 tháng 5, đã xảy ra tổng cộng 34 cuộc tấn công vào các cơ sở y tế, cướp bóc nguồn cung cấp nhân đạo. Trong khi đó, 1,1 triệu người đã buộc phải rời bỏ nhà cửa đến các tỉnh khác trong Sudan hoặc sang các nước láng giềng kể từ khi xung đột bùng phát, tạo ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo có nguy cơ gây bất ổn cho khu vực. Những người còn mắc kẹt ở Khartoum thì phải vật lộn để tồn tại trong bối cảnh nạn cướp bóc hoành hành, các dịch vụ y tế sụp đổ và nguồn cung cấp thực phẩm, nguyên liệu, điện và nước đang cạn kiệt. Xung đột cũng đang lan rộng ra các khu vực khác ở Sudan, đặc biệt là khu vực phía Tây Darfur. Phim tài liệu mang tên Thế hệ biển xanh vừa được Trung Quốc phát hành đã gây chú ý khi tiết lộ những thay đổi đáng kể và trang thiết bị được nâng cấp nhằm nâng cao khả năng chiến đấu từ tàu sân bay đầu tiên của nước này. Liêu Ninh được Trung Quốc mua lại từ Ukraine vào năm 1998. Ở thời điểm đó, tàu bị rỉ sét gần 10 năm, các cơ sở vật chất cần thiết đều đã bị tháo dỡ, thậm chí không có hệ thống điện, cần có tàu lai dắt để đưa về Trung Quốc. Trải qua rất nhiều năm cải tạo và thử nghiệm kỹ thuật trên biển, tàu Liêu Ninh mới chính thức được Hải quân Trung Quốc đưa vào hoạt động từ năm 2012 với mục đích nghiên cứu và huấn luyện. Trong những năm gần đây, tàu Liêu Ninh vẫn liên tục được tân trang, nâng cấp, triển khai tập trận và thử nghiệm cùng các chiến đấu cơ tại Thái Bình Dương, thể hiện cho sức mạnh hải quân đang tăng cường của Trung Quốc. Theo bộ phim tài liệu, toàn bộ quá trình biến tàu sân bay Liêu Ninh từ đống sắt vụn trở thành hòn ngọc quý của Trung Quốc có thể coi là một công trình thế kỷ và giúp hải quân nước này có bước nhảy vọt về chất. Trước hết, việc hạ thủy tàu sân bay Liêu Ninh chính thức bù đắp cho những thiếu sót trong hoạt động biển xa của Hải quân Trung Quốc, tăng thêm cự ly hoạt động gần 2.000 km. Điểm thứ hai là Liêu Ninh cung cấp một cơ hội học tập quý giá cho Hải quân Trung Quốc. Qua quá trình đóng tàu sân bay Liêu Ninh, ngành đóng tàu quân sự Trung Quốc đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong việc đóng tàu sân bay. Dựa vào đó, Trung Quốc đã tránh được nhiều vấn đề trong quá trình đóng tàu sân bay trong nước, đặc biệt là chiếc tàu sân bay thứ hai, chiếc Sơn Đông. Về thiết kế, tính năng và thời gian đóng đã hơn hẳn chiếc Liêu Ninh. Điểm thứ ba là tàu sân bay Liêu Ninh đóng vai trò định hướng cho con đường phát triển Hải quân Trung Quốc. Trước Liêu Ninh, tàu Hải quân Trung Quốc chủ yếu theo đuổi tính toàn diện về khả năng tác chiến. Tuy tính toàn diện này có thể phát huy tối đa công dụng của tàu, nhưng khó có thể phát huy hết những ưu điểm vượt trội của một con tàu. Sau khi tàu Liêu Ninh được đưa vào biên chế, hướng phát triển của tàu chiến Trung Quốc cũng chuyển từ theo đuổi tính toàn diện của khả năng tác chiến tàu sang hướng phát triển tập trung vào các nhóm tác chiến tàu sân bay theo mô hình của Hải quân Hoa Kỳ. Phần lớn quá trình đó được tái hiện trong bộ phim tài liệu Thế hệ biển xanh Generation Blue Water. Không chỉ đưa người xem đến gần hơn với hai tàu sân bay đang hoạt động của Trung Quốc là Liêu Ninh và Sơn Đông, Thế hệ biển xanh đồng thời cũng là bộ phim tài liệu đầu tiên đưa ra góc nhìn cận cảnh về công việc phi công trên tàu sân bay và quá trình tăng cường sức mạnh diễn ra theo thời gian của Hải quân Trung Quốc. Liên quan đến vấn đề trần nợ công của Hoa Kỳ,
Hôm qua, Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Kevin McCarthy cho biết đã có cuộc gọi với Tổng thống Joe Biden và dự kiến các bên sẽ gặp nhau trực tiếp trong ngày hôm nay, 22 tháng 5 theo giờ địa phương, để tiếp tục thảo luận ngay cả khi ông Biden trở về nước sau khi dự hội nghị thượng đỉnh G7 tại Nhật Bản. Chủ tịch Hạ viện McCarthy cho biết cuộc gọi giữa ông và Tổng thống Biden được thực hiện khi Tổng thống đang trên đường về nước. Ông McCarthy nhấn mạnh cuộc gọi rất hiệu quả và các cuộc đàm phán chuyên viên đã diễn ra vào tối 21 tháng 5 theo giờ địa phương tại trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ. Cho đến nay vẫn chưa có thỏa thuận, chúng tôi vẫn khá cách biệt. Tôi nghĩ chúng tôi có thể giải quyết được phần nào những vấn đề này nếu Tổng thống Biden thấu hiểu những gì chúng tôi đang mong đợi. Tôi đã nói rõ từ đầu rằng chúng ta sẽ phải chi ngân sách ít hơn so với năm ngoái. Nhà Trắng cùng ngày cũng xác nhận cuộc họp giữa ông Biden và ông McCarthy sẽ diễn ra trong ngày 22 tháng 5, song không cho biết thêm chi tiết. Trước đó, các cuộc đàm phán cấp chuyên viên vừa được tái khởi động tại thủ đô Washington trước thềm cuộc gặp ngày 22 tháng 5. Đây được xem là kết quả sau cuộc điện đàm hiệu quả của ông Biden ngay trên chiếc không lực 1 khi đang trở về Hoa Kỳ từ Nhật Bản hôm 21 tháng 5. Sau cuộc điện đàm này, nhà lãnh đạo Cộng hòa bày tỏ sự lạc quan về các cuộc đàm phán vốn bị đình trệ những ngày qua. Trước đó, Tổng thống Biden cho biết có thể xem xét kích hoạt điều 4 trong tu chính án 14 để tránh nguy cơ vỡ nợ. Tôi nghĩ chúng tôi có thẩm quyền làm như vậy. Câu hỏi là liệu có thể thực hiện và viện dẫn nó kịp thời hay không? Đó là vấn đề chưa được giải quyết. Tuy nhiên, ông chủ Nhà Trắng cũng thừa nhận những thách thức pháp lý của biện pháp này, cho rằng đây không phải là lựa chọn có thể sử dụng trong thời gian ngắn, khi thời điểm Hoa Kỳ được dự báo vỡ nợ chỉ còn vài tuần. Ông cũng nói thêm, cả bốn lãnh đạo quốc hội trong cuộc họp gần đây đều thống nhất sẽ không để đất nước vỡ nợ, khiến ông kỳ vọng rằng không cần thiết sử dụng tới tu chính án 14. Vào sáng nay theo giờ Việt Nam, công ty hàng không vũ trụ thương mại Axiom Space, đối tác của cơ quan hàng không vũ trụ Hoa Kỳ NASA, đã triển khai thành công sứ mệnh đưa tổ phi hành gia tư nhân thứ hai lên trạm vũ trụ quốc tế ISS, đánh dấu một bước tiến mới trong nỗ lực thương mại hóa các chuyến bay lên vũ trụ của loài người. Thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin quốc tế của chúng tôi ngày hôm nay. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả và các đồng chí. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Dạng sáng nay theo giờ Việt Nam, con tàu thuộc sứ mệnh Axiom Mission 2 của công ty Axiom Space chở theo tổ phi hành gia tư nhân đã rời bệ phóng từ trung tâm vũ trụ Kennedy, bang Florida của Hoa Kỳ và dự kiến kết nối với trạm vũ trụ quốc tế ISS vào chiều nay theo giờ Việt Nam. Tàu sử dụng tên lửa Falcon 9 và tàu vũ trụ Dragon của công ty SpaceX. Đây là chuyến bay chở phi hành gia tư nhân lên ISS lần thứ hai trong lịch sử, sau sứ mệnh đầu tiên cũng của công ty Axiom Space vào tháng 4 năm 2022. Nhóm phi hành gia tư nhân tham gia sứ mệnh lần này gồm có 4 người, trong đó có bà Rayana Banawi, người phụ nữ Ả Rập Xê Út đầu tiên được bay lên vũ trụ trong lịch sử. Thật là tuyệt vời khi có thể nhìn xuống trái đất từ con tàu này. Tôi muốn gửi một lời nhắn nhủ tới mọi người trên trái đất rằng tương lai thực sự rất tươi sáng và chúng ta hãy cùng ước mơ xa hơn nữa. Hãy tin tưởng vào bản thân và tin tưởng vào loài người. Theo kế hoạch, nhóm phi hành gia sẽ ở trạm vũ trụ 10 ngày để trải nghiệm cảm giác sống trên quỹ đạo. Họ sẽ thực hiện nhiều dự án về khoa học, truyền thông và giáo dục trước khi trở lại trái đất.